giờ ở Việt Nam là phượng đã nở, tức là cái mùa hè sắp về đến. Thì những học sinh sẽ được nghỉ hè. Khi nhìn những cây phượng thì mình rất là nhớ về cái tuổi thơ lúc mình còn đi học. Rất là thích những cái mỗi khi mà hoa phượng nở. Mấy bạn thấy cây phượng đẹp chưa? Cây phượng chỗ bông quá trời luôn mấy bạn ơi. Đó. Nhớ về tuổi thơ dữ dội. Những chiếc vò xa chờ đầy hoa phượng. Em chờ về tuổi thơ quá mấy bạn ơi. Mấy bạn ở nước ngoài không biết có cây phượng này không, chứ ở Việt Nam thì ở chỗ các sân trường nữa phượng rất là nhiều. Hầu như trường nào cũng có trồng phượng. Và người ta đặt cho cái tên một cái thành phố là thành phố hoa phượng đỏ, tức là thành phố ở Hải Phòng đó mấy bạn. Ở Việt Nam thì có cái thành phố đó được đặt là thành phố hoa phượng đỏ. Thì trên các đường chính của thành phố này thì người ta trồng phượng. Thì mỗi khi tới mùa hè như vậy nè, thì cái nhìn cái sắc phượng nó bay á, nhìn rất là đẹp. Và đỏ cả một con đường, đẹp lắm mấy bạn ơi. Mấy bạn mà về Việt Nam mà nhìn thấy cây phượng là rất là thích nha. Còn những cái bạn trong nước thì thường xuyên gặp, nhưng mà mỗi khi gặp thì cái lòng cũng xao xuyến. Cũng nhớ về cái tuổi thơ lúc còn đi học, giống như mình ngày xưa vậy đó. Rất là thích. Ở Việt Nam thì cái hoa phượng nó được nở từ tháng 5 đến khoảng tháng 7. Thì mỗi một nước như vậy, có nó hoa phượng thì nhiều nước trên thế giới. Và nó nở thì cũng có thời gian khác nhau. Thì mỗi khi hoa phượng nở thì đã báo hiệu là một mùa học của các bạn đã sắp kết thúc và sắp phải chia tay những bạn bè. Sở dĩ mà cái hoa phượng nó có cái tên là hoa phượng thì nó bởi vì cái lá của nó rất là giống là con chim phượng, nên người ta đặt của nó là tên là hoa phượng, hoa phượng vĩ. Các bạn học sinh thường hay lấy cái hoa phượng á, ép thành một con bướm. Sau đó để trong cái quyển tập rồi ép lại. Thì sau một thời gian thì cái hình con bướm nó sẽ có trên cái quyển tập mà cái màu đỏ rất là đẹp. Cái trái phượng thì nó rất là dài, nó ăn vẫn được và ăn rất là ngon và bùi. Thì người ta dùng luộc để ăn đó các bạn. Giả từ những cánh phượng thấm thì lòng tôi cảm thấy xao xuyến băn khoăn khi phải chia tay với cây phượng, chia tay với những người bạn thời học xưa. Bao nhiêu lưu luyến, đối với tôi phượng là loài hoa đẹp nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Mùa hè cũng đã đến rồi, chúc cho các bạn có một kỳ nghỉ hè thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Cảm ơn các bạn đã xem, nhớ ủng hộ cho kênh mình nhé, nhớ like, subscribe và share cho kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn.